Ok, mình chào các bạn nhá. Nay mình làm con diều xanh, con diều lắp tre lắp ghép bé nhất từ hồi mình làm diều lắp ghép tre lắp ghép thế này với các bạn nhá. Đấy, và hôm nay thì gia Hưng này bảo là làm thêm cái mỏng nhé bạn nhá. Rồi, thử test cái mỏng đấy cho các bạn nghe nhá. Đại Hưng đi, Đại Hưng đi. Hơi kêu đó các bạn ạ. Đây là bây giờ thì Hưng cầm dây nhá, bố. Rồi bây giờ tôi Hưng cầm dây mình đâm các bạn nhá. Đó bạn. Mình vừa làm mọi việc xong, bây giờ ra bãi chơi. Rồi ok, lấy nào. Chị phẩm từ từ lấy. Ok, từ từ lấy. Chị phẩm. Rồi lên nhá. Rồi, 1 2 3 lên các bạn nhá. Ôi, đứng lại, đứng lại.